sự truy đuổi của thợ săn. Cuộc sống hiện đại với sự phát triển của công nghệ, con người luôn có những tai mắt theo dõi. Chỉ cần xung quanh có camera thì các bạn sẽ luôn bị theo dõi và giám sát. Vậy nếu đặt vào một thế giới giả lập, một cuộc trốn tìm giữa con người và máy móc, liệu con người có đủ sức để chạy thoát khỏi sự giám sát và truy quét của robot camera hay không? Chạy đi, chạy đi! Chạy đi, đừng ở nữa, chạy đi! Chạy đi, chạy đi, chạy, 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 chạy! Trong vòng 15 phút, mỗi đội sẽ cử ra 2 thành viên tìm mật thư, trong khi thành viên còn lại ngồi xem màn hình và cố gắng đoán ra mật thư thông qua hình vẽ trên bảng của đồng đội. Mối thợ răng lạnh. Đúng. Ăn quả nhất kẻ trồng cây. Đúng. Ăn chó đó bác. Đúng. Trời ơi. Duy Khánh, Loại và đây là lượt thực hiện thử thách dành cho các bạn. Không cần. Không đoán được là liệu hồn nha chưa. Cứ để cọc thuốc ra đây tụi em lo cho. Anh cứ yên tâm. Nhớ đó. Thuốc trong tay của tụi em mà. Cẩn thận đó. Ngọc Phú ơi, cứu em xuống đây kêu ru em ngủ một giấc nè. Trung đội hả? Hay mẹ chồng. Xin mời BB Trần và JT bước vào phòng tìm mật thư. BB Trần và JT cũng sẽ có 10 giây để ẩn náu trước khi thợ săn được thả ra. Thả thợ săn. Vô rồi đã, vô rồi đã. Anh thợ săn ơi, anh thợ săn. Rồi, 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 rồi. Dây kia cẩn thận nha. Tìm cái bút, tìm cái bút. Cái bút trên bàn. Cái bút anh ơi, tìm cái bút. Chị ơi, em biết á là chị Phước nó chuyện mà, sao nè. Không sao đâu. Không cái bút mà, đừng có để ý. Phước nó chuyện với Khánh là Phước. Trước lạ sau quen. Nó chuyện với Khánh nè. Nó chuyện với em đi nè. Trước lạ sau quen. Chó lá. Này á, bình thường lá ở nhà gì? Là nó ăn cái gì, nó ăn rau, cơm hả? Lá. Hay là nó ăn củ hạt. Không, mày nói chuyện là gì? Anh giữa hạt vậy? Lá, lá lành đùm lá rách. Không, nhiều lắm. Chữ em ơi, đó là nó ăn chữ. Nước đổ. Nước đổ lá môn. Đúng rồi, lá môn. Lá môn. Đúng rồi, câu 1. Nước đổ lá khoai. Chính xác. Ủa này là lá mồm, lá khoai vàng. Lá mồm với lá khoai vàng. Cái giao tục ngữ ông bà ta ngày xưa là có nhiều biến thể lắm. Thiệt mà. Ủa Phước, nó nghe nè. Thôi nó nghe. Tâm sự đi, tâm sự với chị, mọi người đi. Nói chuyện đi. Quay qua nói chuyện với em nè. Chúc em có một ngày thật tốt lành nha. Đúng rồi, đọc đi, đọc đi. Chốt đi. Chúc chốt em có một ngày chưa, thật tốt lành. Chốt đi, chốt đi. Tờ A4. Giấy trắng mực đen. Đúng không? Đúng rồi. Giấy trắng mực đen. Giấy trắng mực đen. Đúng rồi. Chính xác. Cố lên, cố lên. Từ từ nha, cẩn thận. Cẩn thận thợ săn nha. Dây kia, dây kia. Dây kia, dây kia. Dây kia mất một mạng. Dây kia mất một tim. Thử thách vẫn tiếp tục. Ráng lên. Chậm cũng được nha mọi người nha, mình có 15 phút lận. Ráng lên rồi, động viên bạn xong đủ rồi, qua đây nói chuyện rồi, với mọi thôi, người đi. Rồi thôi, tâm sự mọi người đi nữa nha, mình có tới 15 phút lận. Mọi người đang tìm chứ có giết đâu. Đâu đâu, em coi ký tự trước, 1, 2, 3, 4. Rồi đoán vẫn luôn. Vẫn là 4, vẫn là 4. Đoán luôn, nước chảy đá mòn. Lá lành đùm lá rách. Xoài cát hòa lộc. Đúng rồi, cực kỳ là ca dao tục ngữ chưa. Ê, chạy, chạy, chạy. Thực sự là ca dao tục ngữ chưa. Ê, chạy, chạy, chạy. JT, Loại, thợ săn tiếp tục truy đuổi BB Trần. Nhiều thời gian lắm nha. Cẩn thận anh ơi. Tiến lên cái gì, cái gì, cái gì. Dạ, chớ hôn hơn dệt rồi.
Cái này là công. Lên rừng xuống biển. Phải không? Từ từ. Không chính xác. Không chính xác. Không chính xác rồi, nó là đúng nữa. Cái này là chứng khoán có lên có xuống. Đúng rồi, chứng khoán lên có voi xuống chó. Đúng rồi. Lên voi xuống chó. Chính xác. Từ từ nha anh ơi, còn nhiều lắm. Ủa lên do xuống chó mà sao con chó nhìn giống như con đà điểu vậy trời? Đúng không? Sao nó kỳ cục vậy trời? Mình què với bạn rồi, mình què với bạn rồi. Đó, qua bên ngay mấy cái chỗ khu đó. Anh ơi, Ron quay lại rồi. Kiểu mình cứ đang tìm xong rồi bị trần mất một tim. Thở đi anh, bây giờ mình về với bạn rồi. Một câu nữa thôi là thời gian lắm. Cứ từ 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 ngủ đi. Rồi có rồi kìa, có rồi kìa. Ngủ một giấc đi. Không có gấp nha. Vậy câu là xong rồi mình ăn. Câu này. Ây da. Thôi nghỉ mệt đi anh ơi. Ngủ giấc đi BB. Đủ rồi. Qua rồi chơi vui vẻ thôi. Qua rồi, đủ rồi. Có rồi, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
Một cây làm chẳng lên non. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ tán rừng. Nói đi Phương, nói đi Phương. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Yeah. Ủa, đúng rồi, thì bạn này số. Đấu sao? Ồ vậy hả, được hả? Chứ bạn vẽ số 1, bạn vẽ làm sao? Không, tôi không biết. Thắng rồi. Thắng rồi, chị tìm đi. Thôi, được rồi, nghỉ. Bây giờ anh cứ tâm sự với lại anh Xăng đi. Đố anh bắt được em. Ờ, đầu cảnh rồi đó. Một câu nữa thắng cho ai anh ơi, một câu nữa thắng cho thắng ai. Thắng rồi, mình thắng rồi mà, bốn câu rồi. Thắng cho ai, mình thắng rồi phải kêu hãnh chứ. Thôi ngủ đi. Từ từ, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi, thấy rồi, chưa chưa thấy, chưa thấy. Ron quay lại, Ron quay lại. Bồi mấy cái cũ thì bồi mấy cái ở trên đi để có chỗ để vẽ. Không cần, không cần. Vẽ bên góc trắng bên phải được luôn anh. Không, cái tủ không mở được. Ở đâu vậy trời? Ở đâu vậy trời? Anh, cái đống vẽ lâu bản bên kia. Rồi, rồi, rồi. Rồi đâu mất tiêu rồi. Rồi xong luôn rồi. Giỏi rồi. Quá tuyệt vời. Xíu hả? Rồi. Xíu hả? Trời ơi, tôi có thấy cái mật thư nào đâu mà nói mà nó lộ lắm. Cảm xúc của đội BB Trần, JP, Ngọc Phước sau khi thực hiện thử thách vừa rồi như thế nào? Ôi sao bình thường. Em thấy bình thường. Đơn giản, một cái trò chơi kiểu bằng nít chơi. Muốn chuẩn bị vuốt tóc nè, vuốt tóc nè. Tụi em chơi là có chiến thuật hết. Cái lúc đầu á, không. Theo đi, mình thắng mà, nói gì cho đúng. Thực ra là khúc đầu á, em nói là tụi em không có trí, cũng không có lực. Thì cái đó là đánh em lừa, muốn đánh lừa, đánh cháo khái niệm. Đúng. Để mà gieo vô đầu đội bạn là tụi em là những ánh mắt ngờ ngợt, những nụ cười khờ dại. Những ánh mắt ngờ nghịch, những nụ cười khờ dại. Nhưng mà thực chất là ông bà có câu nè, mình đừng nói trông đúng mặt. Nói đúng vậy. Mà bắt hình dòng. Đó. Đừng nhìn người ta khờ khạo như vậy mà nghĩ người ta là không có kiến thức. Thực ra thì em cũng ngại. Lộn chương trình nè Phước. Thôi nhưng mà cái này anh chia sẻ thật nha.
Thì sự lúc nãy vô chơi á, anh bị lú. Anh bị lú luôn á. Trong đầu không còn nghĩ được cái gì. Tới chừng mà anh nhận được mấy cái câu đó, tức một con ngựa đau cả tàu bỏ cổ. Rồi vẽ con ngựa làm sao? Làm sao mà vẽ kịp? Anh là con ngựa còn đỡ, bên em mới chết nè. Nghiêu, chừng mở ra thấy gì? Bà. Lại mẹ để lại con. Rồi em vẽ cái gì anh? Con lãi thì coi đôi khi mình cũng tưởng tượng là mình vẽ được đi. Đúng rồi. Nhưng con lãi mẹ với con lãi con nó khác nhau như thế con nào? Con lãi mẹ phải... mập hơn lãi con. Sao quy định là mẹ phải mập hơn con? Thấy không khó không? Ừ, không khó. Nếu mà như vậy đó, em hy sinh một mạng để em vẽ bà mẹ với đứa con luôn. Trời ơi. Bên đây á, tụi mình có một cái gọi là gì biết không anh? Biết không anh? Cái gọi là teamwork. Teamwork. Đúng là vậy. Đồng đội. Vẽ một cái số 1 thôi là mình đủ hiểu đồng đội mình muốn là một con người đau cả tàu bỏ cỏ. Cái tình hình trong đó đó, mặc dù là hỗn loạn thiệt, nhưng mà anh biết là đồng đội của anh rất là thông minh, cho nên là anh cố tình anh làm cho thử thách thêm. Phước, anh đang khen chê kia Phước. Phước, anh đang khen chê kia Phước. Anh chưa hề nói tới em luôn á. Phước, em có thể chùm áo lại em đi về luôn cũng được. Phước không ơi. Sao cả. Thật sự Phước không tính nói đâu. Vậy thì đừng nói Phước. Phước đừng bao giờ nói luôn. Từ đây 12 tập đừng nói nữa. Đúng rồi, em lên trong trạng thái này đi, khán giả thích lắm. Hợp tài thi phận đó mọi người ơi, cũng chỉ mới gọi là nửa chặng đường thôi, yeah. Chưa thể nói trước được điều đúng gì. Rồi, nó chả là gì cả. Phước ơi, đừng nói. Đây mới chỉ là một khởi đầu khá nhẹ nhàng cho giai đoạn 2 của kỳ huấn luyện mà thôi. Kết quả cho thử thách vừa rồi, đội của BB Trần, Ngọc Phước, JG đã giành chiến thắng với 4 câu thôi, trả lời đúng. Đừng nói và ghi được 3 điểm cho đội của mình. Đau lòng lắm. Đội thua cuộc. Chúc các bạn may mắn lần sau. Chúc các bạn may mắn lần sau. Ủa vậy không có điểm à? Thôi không có gì phải buồn. Thật ra chẳng có một điểm chứ. Tinh thần của tụi em rất tốt. Bây giờ mới đó 3 điểm ở đây cũng có sự cố gắng. Sao sẽ không ghi nhận cho một điểm thôi? Cái gì nó gọi là bù qua và sớt lại. Bà hiểu không? Nhưng mà Phước ơi, mình thắng mà. Tại sao phải giải thích? Tại sao phải giải thích? Em ơi, bây giờ mình kết thúc chương trình nhanh đi em. Mình còn đi ăn lẩu ăn truyền nữa chứ. À nhờ. Coi như là mình làm quen thôi và chúng ta sẽ sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo. Còn bây giờ thì chạy đâu cho bắt. Vậy là thật sự là muốn cho mình chơi chưa? Anh bị hoang mang mà tới mức mà cái má anh nó bị nóng lên luôn á. Anh bị hoang mang mà tới mức mà cái má anh nó bị nóng lên luôn á. Cho em rờ thử được không? Được, không em rờ thôi, không, chạm em, nhẹ không, rờ chứ đừng có chà. Rờ, không rờ, chà thôi, không có chà. Đỡ lồm cái tay luôn, đỡ lồm cái tay luôn. Không phải, không có lay áo gì cả em. Em cấp lại anh tạo hồng điểm nhấn đúng không? Anh thấy má hồng em đẹp quá. Em ơi, cái của em là đánh má hồng, còn của anh là cháy nắng tự nhiên. Cháy nắng tự nhiên hả? Đúng rồi. Nhưng mà em thấy có một cái ngón tay Phước ở trên đây á, là sao vậy? Khó không nè mọi người. Bây giờ nó lại không đều rồi anh. Bây giờ nó lại không đều rồi anh. Bây giờ nó bị hởm một lỗ luôn. Nhưng mà anh nghĩ nha, khi mà mình chơi tập này xong á là hai cái má hồng anh nó chạy xuống đây luôn. Má hồng gì? Hai cái phần cháy nắng. Hai cái phần cháy nắng nó chạy xuống luôn. Đúng là chạy đâu cho thoát luôn, không thấy chỗ nào mà thoát được luôn á nha. Không có chỗ để chạy luôn. Là mình đâu có chạy đâu mà thoát. Nhưng mà có khi nào là cái này không phải là để chạy trốn nữa không? Cái này mà là một kỹ năng mới. Cái này sao? Là để chạy thôi nhưng không trốn nữa. À, anh thấy chỗ thoát rồi. Cái cửa kia kìa. Là đi về luôn. Thì đó, lối thoát đó. Là thoát khỏi chương trình luôn. Là mình bây giờ mình chạy không được thì mình xong rồi đó mình lấy xe mình đi về luôn. Khoan, nhưng mà mọi người nhìn thấy cái này quen không? Thường là mỗi lần mà bị loại ra là sẽ đứng trong này nè. À, chỗ sao hay vậy? Khó nha. Vậy chưa đội đi, đấu bóng rổ. Vậy đội nào thắng là coi như thắng nguyên chương trình này luôn. Phước thử nhé, trước nè. Oh, wow, mẹ em ơi, mẹ em ơi. Rồi, Phước thua. Rồi thôi khỏi luôn đi, đã không có trí lực rồi còn không có kỹ năng thể thao. Đây đây đây, người cao nè, con người cao nè.
Người cao đi về luôn đi, người cao. Lệ quá nè. Đúng là người cao có gái. Thấy không, phải vậy chứ. Không, như là một cú 6 điểm nè. Ê, nói nghe nè, mình có chơi game show không? Ghê vậy trời. Hay quá. Hay vậy. Mọi người ơi, mình có chạy đâu cho thoát không? Xin chào các bạn nghệ sĩ. Ủa, xuất hiện bất ngờ vậy? Ghê vậy. Nhân vật quan trọng thì hay bất ngờ vậy thôi. Holoquin sẽ giới thiệu thử thách tiếp theo sẽ được diễn ra ngay sau đây. Thử thách có tên gọi Thợ săn bất ngờ. Là hôm nay không có thợ săn. Chứ bình thường không bất ngờ. Ê, không lẽ bây giờ đổi lại là tụi mình làm thợ săn? Đúng rồi. Ê, cái này mới bất ngờ nha. Hợp lý, hợp lý. Hoặc là một trong sáu người sẽ là thợ săn. Sẽ là thợ săn. Bất ngờ chứ mà già. Nếu em mà là thợ săn á, em bắt em trước. Tại em ghét cái má hồng á. Và sau đây là thử thách tiếp theo trong chuỗi những thử thách của kỳ huấn luyện kỹ năng trốn thoát. Ở thử thách này sẽ có một thợ săn tinh thông đang trực chờ sẵn trên bục. Hai đội sẽ bấm chuông để giành nhau quyền trả lời câu hỏi hoặc rút dây thả thợ săn. Đội trả lời câu hỏi nếu đưa đáp án sai hoặc đội rút dây nếu rút trúng sợi dây màu đỏ thì thợ săn tinh thông sẽ được thả ra để truy đuổi. Khi bị truy đuổi, mỗi đội sẽ chỉ có 10 giây để chạy thật nhanh, bước vào ô vuông màu đỏ. Và ở giây đếm ngược cuối cùng, nếu các thành viên hoàn toàn đứng yên trong ô vuông đỏ, các bạn sẽ trốn thoát được sự truy đuổi của thợ săn thành công. Ngược lại, các bạn sẽ bị mất tim cho đội của mình. Mỗi đội sẽ có tổng cộng 6 trái tim để thực hiện thử thách này. Kết thúc thử thách, đội nào có tổng tim nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Các bạn đã nắm rõ luật chơi và sẵn sàng bước vào thử thách chưa? Sẵn sàng! Nào bây giờ chúng ta hãy cùng sẵn sàng đến với chạy đâu cho thoát. Và bây giờ sẽ là lượt thi đầu tiên của thử thách thợ săn bất ngờ. Mời hai đội cử thành viên lên bấm chuông. Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng. Thì bên đây má hồng, thì bên đây má cam. Đây là hàng real, còn đây là hàng ship về nhà. Đó. Đó. Ủa cái này người ta tự nhiên luôn á. Má hồng trên mạng. Má hồng ngoài đời. Ba, hai, một, bắt đầu. Sự cố tình ở đây. Không hề luôn á, bấm không kịp luôn á. Chúng tôi thắng rồi. Thì coi như hên đi. Đội Tiểu Vi hãy đưa ra lựa chọn, trả lời câu hỏi liệt kê hay rút dây may mắn. Thách rút dây á. Thách chơi rút dây á. Rút dây đi, rút dây dễ hơn. Rút dây dễ hơn. Đi rút dây dễ hơn. Rồi, bây giờ mình đã thách gì? Rút dây. Vậy thì đội của chúng tôi sẽ chọn. Ủa, em chọn gì á? Ủa, sao em chọn gì em phải nói chứ? Thắt bế, thắt dây, thắt bế, thắt dây. Thắt dây, thắt rút, dây. Nó chỉ có rút dây thôi. Thắt dây. Tự nhiên thắt dây. Không hiểu. Rồi lại đi. Lại đi đâu trưởng. Mồi lại nè. Vậy thì bên này thắt à. Rút dây. Vậy thì bên này sẽ chọn rút dây. Và như vậy, điều đó đồng nghĩa với việc đội của JK sẽ trả lời câu hỏi liệt kê. Ủa? Ủa? Ủa khoan, khoan. Là có thật sự thách bạn chưa? Em kể cho nghe, ở ngoài bàn chiến thuật. Em, mình đâu cần bấm trước. Mình để người ta bấm, người ta chọn. Rồi mình đứng ngoài mình coi người ta làm. Người ta thua thì mình được lợi. Rồi người ta chọn cái hay cái đẹp. Rồi bây giờ còn cái đó mình chọn đó. Là thật sự là chiến thuật chưa? Đã không thông minh rồi. Rồi không bấm rồi bây giờ trả lời câu hỏi biết cái gì đâu mà trả lời. Cố lên. Em trả lời à. Mà chẳng tự tin á. Ngọc Phước sẵn sàng chưa? Ngọc Phước chưa sẵn sàng, mãi mãi cũng không sẵn sàng nhưng cứ hỏi đi ạ. Câu hỏi ứng xử dành cho Ngọc Phước như sau. Ứng xử luôn à? Ứng xử. Ráng giật vương miện nha. Trả lời song ngữ nha Phước. Giật vương miện. Trong vòng 30 giây, hãy liệt kê 10 con sông ở Việt Nam. Thời gian bắt đầu.
sông Tiền, sông Hậu, sông Sài Gòn, sông Cửu Long, sông Cửu Long, sông Tô Lịch, sông Vàm Cỏ Đông, sông sông Hậu, sông gì, sông Hương, sông Hương, sông gì nữa, một cái nữa, sông Đại Cực, sông sông Bắc Cực, Nam Cực, sông 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 gì, trời ơi, sông gì, sông gì, sông Niên, sông Niên, sông Niên, sông 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 gì? Sông sâu, sông cạn. Ăn mà rõ mà sông đây, sông đây, sông đây, sông đây. Và thời gian kết thúc. Ủa, hả? Mười, nhanh lên. Tám. Cú em để hai chân vô đi. Bảy. Anh để hai chân vô nha. Sáu. Để một chân vô thôi. Năm. Một chân. Bốn. Bốn lên trước. Ba. Hai. Một. Thở săn xác nhận hình ảnh. Anh BB với Phước đào cho Bạch Đỏ rồi. Trời ơi. Đây mình phải thời điểm như thế này. Ừ, không thấy thiệt. Ẩu à. Không nhìn thấy được. Tiếp theo sẽ là lượt rút dây của đội Tiểu Vy. Tiểu Vy, bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Cố lên. Mặc áo xanh, rút dây xanh. 3, 2, 1, rút dây. Nhanh rút đi. Rút lên. Rút cao lên, rút cao lên đó. Màu gì? Ủa? Kìa, anh nhìn cái giò rút dây kìa. Là màu sao? Gì vậy? Chưa, tới hết luôn em cái đuôi. Rút hết luôn. Màu gì vậy? Hết luôn. 10 9 8 7 6 Trời ơi. 7 6 5 4 3 Chương sẵn giảm dạch rồi. Chương của Khánh giảm dạch rồi. Chương của Khánh giảm dạch. Sau quá hả? Là lo để đằng trước không nhìn đằng sau. Và bây giờ sẽ là lượt thi đấu thứ hai. Xin mời hai đội cử hai thành viên lên bấm chuông. Hai đứa ơi, mình đang chơi game á, hai đứa chứ không phải là đấu trường đâu. Không phải đấu trường, hai đứa. Hai đứa ơi. Hip hop battle đi hả? Không có battle ở đây. Trong lúc này là đếm luôn nè, trong lúc này đừng để hai người sẵn sàng. Và thời gian để hai đội bấm chuông. 3, 2, 1, bắt đầu. Bấm rồi. Khoan. Ủa là sao? Là bấm rồi đó. Ủa? Em thấy người rất lâu. Chloroquine đã làm đúng như đề nghị của Bill Lê, nên bạn không đúng có quyền tranh cãi. Trong lúc này là đếm luôn nè, trong lúc này đừng để hai người sẵn sàng. Khánh ơi, em có hiểu luật chơi không? Người ta thắng em rồi. Em tưởng là 3-2-1 quay. Thôi, cái là ai biểu không nghe, ai biểu giỡn. Đúng rồi. Ủa? Cái đó là lỗi của em. Sao? Cho dù tôi không thắng cái ván này thì bạn cũng sẽ thua ván sau. Nhưng mà tôi vẫn muốn đập một cái. Đập một cái. Làm vậy chi quê vậy? Càng làm càng quê. Càng nói càng lỡ lời. Nhưng mà làm cái hành động nó mới quê. Nhưng mà cảm thấy không công tâm á. Chẳng công tâm á. Rồi chọn đi ạ. Chọn đi. Đi gũi đúng không? Ok. Theo như ý kiến đóng góp của gia đình chúng em thì gia đình chúng em quyết định chọn rút dây. Chốt. Yeah. Không cần cái động tác thừa đó. Xin mời đội BB Trần tiến đến một rút dây. Ủa? Sao chơi trước hoài vậy? Ủa kỳ vậy? À, các người dùng ép tụi tôi, BB. Anh không may mắn từ từ. Anh nghĩ anh hay là BB? Chị kia đi, đúng rồi. Rồi, cái lực anh nhiều hơn. Mình chuẩn bị chạy nha. Tụi anh tin vào em đó. May mắn sẽ nhờ ngó em. Không hối hận. Đúng nha. Đúng rồi, đúng đại đi. Không hối hận nha. Nhanh lên, anh nhanh lên. Chạy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thở săn xác nhận hình ảnh. Lại là chân anh nữa hả? Có chân của JK đã chạm vào đó nên đội của các bạn mất một tim. Cái ô nhỏ quá à. Cái ô nhỏ quá, khó quá à. Không ổn rồi. Không ổn rồi, chiến thuật bàn nãy giờ là sai hết. Coi như là bây giờ phải là dựa vào may mắn rồi chứ không ra chiến thuật được rồi. Xin mời đội của Tiểu Vy bước vào vị trí trả lời câu hỏi. Để con trả lời được không? Cố lên. Tôi Nguyễn Hữu Duy Khánh. Không cần. Không cần. Không cần biết. Tôi thi đi ạ.
đại diện đồng đội của mình để ra trả lời câu hỏi. Để coi làm được không? Có cười nữa. Duy Khánh, hãy tập trung nghe câu hỏi và bớt cười lại. Trong vòng 30 giây, hãy liệt kê 10 loại bánh gói bằng lá. Thời gian bắt đầu. Bánh giò, bánh giò, bánh 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 giò, bánh ít, bánh chưng, bánh bánh chưng, bánh tét, bánh tét, bánh xe, bánh bột lọc, bánh bột lọc, bánh bột lọc, bánh bột lọc, bánh bánh chưng, bánh trời ơi, bánh bao gì vậy, cái gì, bánh ít chưng, bánh ít chưng, bánh ít chưng, bánh ít chưng, chả lụa, cái gì, bánh gì đây, bánh gì đây, đúng rồi, chú ơi, bánh bột lọc, bánh bột lọc, bánh bột lọc, bánh bột lọc, chú ơi, chú gì, bánh xèo, thời gian kết thúc. Thôi coi như xong rồi. Đội của BB Trần có muốn kiểm tra xem 2 dây còn lại trong thùng có màu gì hay không? Dạ, dạ không. Tụi em tin hoàn toàn, tuyệt đối 100% vào chương trình. Vì chúng em biết chương trình Chạy Đâu Cho Thoát là một trong những chương trình uy tín, chất lượng, thông minh và có một cái lượng khán giả rất là ổn định. Kiểm tra khéo thôi, kiểm tra khéo thôi. Và như mọi người đấy đó, chương trình đảm bảo cái mức độ bảo mật, an toàn, công tâm. Đỏ luôn là em nói cái đó. Rất an toàn. Nó hơi bị rối. Ê, trong đây cũng đã. Không, có dây xanh, có dây xanh. Có dây xanh, đó thấy chưa. Chúng tôi dịu cái tiểu phẩm nhỏ để biết là chương trình hoàn toàn công bằng. Và sau tiểu phẩm này chương trình mới không công bằng nữa. Đúng. Cho nên là sau cái ván này em sẽ không dây rút dây nữa. Lúc này mọi người có thể đổi là 3 dây đỏ ha. Và bây giờ sẽ là lượt thi đấu thứ 3. Xin mời hai đội cử hai thành viên lên bấm chuông. Đội trưởng. Để coi bên kia ai lên. Đâu có dám. Rén liền. Và thời gian để hai đội bấm chuông. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi, em sao vậy? Hư chuông, bị loại. Đội của Gil xin được chọn rút dây. Trời. Ai cũng sợ trả lời câu hỏi về ta. Đúng là quán quá rồi. Mời đội của BB. Để tôi lên trả lời câu hỏi. Tinh thần thép nhá, trả lời xong ngữ luôn anh. Để coi làm khó được gì tôi. Xin mời đội của BB Trần nghe rõ câu hỏi. Trong vòng 30 giây, hãy kể tên 10 loại quả chỉ có một hạt. Thời gian bắt đầu. Cháo lòng, chôm chôm, nhãn, xoài, xoài, vải, cốc, đào, nhãn, nhãn, đào, xanh, đào, nhãn, nhãn, bận Hà Nội, sương sương sâm, bận Hà Nội, bảy trái à, ba trái nữa, sầu riêng, không sầu riêng ba biết không? cái gì ta? Quả, Lê Kim Ma, Lê Kim Ma, thanh trà, ui. Ôi! Cho anh vô trước! 7 6 5 4 3 2 1 Thợ săn xác nhận hình ảnh. Ủa sao kỳ vậy? Chương trình làm khó đội mình rõ ràng. Bắt em! Thôi! Chương trình mới muốn bên kia thắng chứ gì? Khoan chương trình ơi, có thể cho 10 cái đáp án mà một cái loại trái mà một hộp không? Chứ nhớ là chỉ có bao nhiêu cái trái thôi đó, không đủ 10 đâu. BB Trần, hãy nghe thật rõ các loại trái cây chỉ có một hạt. Trái bơ, trời, trái nhãn, trời, chôm chôm, trời, trái vải, xoài, mận Hà Nội, cherry, trái cóc, cà na, chùm ruột, trái đào. Nhiều lắm. Bạn có thực sự hài lòng chưa? Chúng tôi đâu kêu đọc lại đâu, tiện đọc lại chi hổ trời. Khoan chương trình ơi, có thể cho 10 cái đáp án mà một cái loại trái mà một hộp không? Chương trình ghét là tại như vậy đó. Chị Quyên xử ép mà cũng tại vậy đó. Vậy để xem Hulu Quyên có xử ép đội rút dây hay không. Mời các bạn vào vị trí. Hey. Nè, làm màu nè. Cố lên Kiều ơi, cố lên. Cố lên.
Nè tao nhét cho cố vô. Có sẵn màu xanh rồi đừng rút. Lửa, mày đặt lửa nè, lửa nè. Lửa ra màu đỏ nè. Màu đỏ. Màu đỏ. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 thợ săn sắp dựng hình ảnh. Trốn thoát thành công. Đội của bạn bảo toàn số tiền hiện có. Sao ạ? Bên này có vẻ mất mạng quá không? Không, không bình thường. Không bình thường. Bắt đầu gây không ai là. Chúng ta bình thường. Bình thường có ai làm gì? Ai nói gì đâu bình thường mà. Công nhận, chúc mừng nha. Ở đằng kia lúc nãy hai người nói sao? Chương trình Chạy Đâu Cho Thác là một chương trình rất là uy tín, trung thực thì không thể nào mà có thể có những cái sai sót. Đúng. Công bằng. Xin mời đội Kiều Lê kiểm tra bột để xem có vấn đề gì về gian lận hay không. Thôi không cần đâu. Không cần, chúng tôi không cần. Trời ơi, chắc chắn là 3 giây xanh rồi. Đúng anh luôn không ạ? Đâu dám đưa lên đâu, thấy chưa? 3 giây xanh. Có giây xanh à. Nhưng mà tại sao phải quay mặt vô trong đây để mà nói? Tại sao không nhìn thẳng vào máy chứ? Đúng rồi. Ủa thí dụ như mà nếu có 3 cục đỏ không, người la đầu tiên phải là đội này chứ? Đúng rồi. Ủa, mình đang nói gì vậy? Mình hèn lắm nên mình im đi. Thì cũng xin chúc mừng. Và bây giờ sẽ là lượt chơi thứ tư. Hiện tại đội của Kiều Lê đang dẫn trước với tỷ số 4-3. Vì thế đội của BB Trần, Ngọc Phước, JK thay vì đưa ra những suy đoán không căn cứ, hãy tập trung để bảo vệ số tiền của đội mình. Xin mời hai đội cử hai thành viên lên bấm chuông. Cố lên nha mọi người. Đừng có chảnh. Đã chơi hay thua rồi còn chảnh nữa. Còn cứ hay có mấy cái động đảnh. Thua. Vậy nè. Chảnh được kèm. Rồi, được rồi, để tôi. Gán lên nha. Lại là má hồng và má cam. 3 2 1 bắt đầu. Không kịp anh là. Không kịp. Vậy gì? Vậy thì đừng ra vẻ. Đừng tỏ vẻ mình hay ho chứ. Tôi mệt quá đi. Không còn gì để nói. Ủa sao vậy? Sao ông chốt đi mà có cái nét. Nè, Thách trả lời câu hỏi đó. Thách ơi, dạ mà. Thách trả lời câu hỏi đó. Thách đó. Thách trả lời câu hỏi đó. Sao mày Thách trả lời câu hỏi đúng không? Tôi rút về cho mấy người trả lời câu hỏi. Bạn Kiều rút rồi đúng không? Rồi Vi rút rồi đúng em không? Em rút rồi, anh chưa rút. Vậy thì lên thôi. Hả? Màu gì con la lên liền nha. Đó, đó. 10 9 8 7 6 Rồi, không kịp. 5 Không kịp. 4 3 đánh đánh rồi đấy. 2 1 Thợ săn xác nhận hình ảnh. Trốn thoát thành công. Đội của bạn bảo toàn số tim hiện đó. Thua thì nhục thôi. Vậy kia muốn trả lời không? Ok. Ok, trả lời đi. Được không? Được. Hoặc mình chạy đi trước đi. Đổi lên em. Mọi người tin em. Khán giả truyền hình tin em. Nhưng mà anh không tin em. Đúng. Đúng. Ý. Sao mà độc lòng vậy? Tôi, JK, xin phép được trả lời câu hỏi. Nói đi anh. JK xin phép được trả lời câu hỏi ạ. Trong vòng 30 giây, hãy liệt kê 10 địa điểm có gắn camera CCTV giám sát. Thời gian bắt đầu. Trung cư. Triệu Vy, Nam Tâm Như. Trung cư. Châu Kiệt, Phạm Văn Băng. Ngã tư giao thông. Đường sắt. Me chập bùm chát chắc chập bùm chát. Đồn công an. Me chập bùm chát chắc chập bùm chát. Me chập bùm chát. Trung tâm thương mại. Ngân hàng. Ngân hàng. Cái tủ đựng tiền. Trường học trẻ con. Trường học mầm non. Trường học chưa? Trường mẫu giáo. Trường mẫu giáo. Toilet, nhà vệ sinh công cộng.
trên xe ô tô. Em xin trong nhà. Tàu hỏa. Tàu hỏa. Nhà kìa. Ôi chạy nhanh lên em ơi. Chạy kia vô. 8 vô trước đi. Em bảy. Phóng lên anh, phóng lên anh, phóng phóng lên anh. 5 Đúng không? Đúng không? 3 Chị kia nhìn kia nha. Thở xác nhận hình ảnh. Trốn thoát thành công. Đội của bạn bảo toàn số tiền hiện có. Trời ơi bình thường. Yeah không em? Chẳng chứ. Yeah một cái không em? Ủa anh đi đâu vậy, đi về hả BB? Sao mai kéo lại chân vậy? Anh đang đi kiểu anh đang tạo nét đó. Lượt chơi thứ 5 bắt đầu. Xin mời hai đội cử hai thành viên lên bậc chung. Đấy là danh dự cho bản thân mình đi Khánh. Lại tạo nét nữa. Holoquin xin mời Duy Khánh và Tập Phước lùi về sau 3 bước. 3, 2, 1, bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Hay quá Phước ơi, bước trước rồi. Phước. Em ơi đền em ơi. Quên quay mặt ra ngoài. Dù Phước có đúng hay sai Phước vẫn trước. Rõ mà lắm. Chẳng muốn đấu với Phước một lần nào nữa. Rõ lắm. Đau á. Đau á. Phước. Vẫn muốn rút dây hả? Thách Phước mình trả lời câu hỏi á Phước. Trả lời có được đâu. Trời, nãy giờ có dòng nào trả lời được đâu. Em ơi, em coi nè, cái này là 50-50 nha. Cái kia là 90-10 nha. Không. Thôi, em chọn rút dây. Yeah, rút. Xin mời bạn nghe kỹ câu hỏi. Trong vòng 30 giây, hãy liệt kê 10 tỉnh hoặc thành phố có chữ Y ngắn. Thời gian bắt đầu. Đồng Nai Khoan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thợ săn xác nhận hình ảnh. Trốn thoát thành công. Đội của bạn bảo toàn số tiền hiện có. Đây, bây giờ mình phải điển qua hậu về nè. 1, 2, 3, vô. Ê, khi không nổi á. Trời ơi, làm màu. Khi không nổi mày bật làm màu. Em ơi. Sao nãy mình không trả lời được vậy? Tại nãy mình không bình tĩnh. Chẳng bình tĩnh à? Không phải, tại lúc đó em lo em tạo nét á. Không phải, không có đứa bình thường. Không muốn nhảy nữa. Là sao vậy? Mày nè. Bây giờ mình chơi chưa? Rồi tới mình rút dây luôn. Tới mình rút dây luôn. Để coi nha. Dây giữa đúng rồi. Dây giữa. Dây giữa. Nãy vừa đứng vừa nhìn. Dây nào cũng sẽ chạy thôi. Lên Phước. 7 Lên đây Phước. 6 5 4 3 2 1 Thợ săn xác nhận hình ảnh. Trốn thoát thành công. Đội của bạn bảo toàn số tiền hiện có. Nhưng mà sau 5 lượt thi đấu, đội Diêu Lê đang giữ được 4 tim và đội BB Trần đang giữ được 3 tim. Ở lượt thi cuối cùng này, để tăng thêm phần kịch tính, Holoquin đề nghị tất cả 6 nghệ sĩ đứng ở vị trí ô vuông màu đỏ. Ai chạy đến trước sẽ có quyền bấm chuông. Và tất nhiên, các thành viên còn lại có quyền làm nhiệm vụ ngăn cản đối thủ. Trời ơi, vậy cái này là... Nhưng mà làm gì làm khó cho tụi em đâu còn sức đâu mà chạy.
mà cái chân dài nhất đó. Cái đoạn mà này là đứng lên là lâu á. Thiệt, nhiều khi bị dấp nữa. Khi làm như này là tí đứng lên không kịp. Lúc mình đứng lên bạn đã chạy rồi. Chạy đi anh. 3, 2, 1, bắt đầu. Ủa? Cầm hẳn cái chuông hả? Bi, em có thật sự nỗ lực không Bi? Hay quá. Có nghĩa là bà lấy cả một cái chuông luôn rồi. Không, không được, không được em. Thua rồi em. Con bé bị giống như bị ăn trộm vô nhà lấy đồ. Bé bị thất thần luôn. Và như vậy, BB Trần đã giành được quyền lựa chọn. Bạn sẽ quyết định như thế nào? Ủa chứ em tưởng là bấm cái chuông thắng là thắng luôn chứ. Ủa? Ừ, anh cũng tưởng vậy chứ. Ờ. Trời ơi. Dù sao thì đây cũng là một cái vòng thi quyết định rồi. Mình nên thể hiện những cái phần mà kiến thức của mình ra. Đúng rồi, tăng độ khó lên. Đúng không ạ? Đúng rồi. Nên là BB chọn rút dây à. BB chọn rút dây à. Hãy phần thể hiện cho bên đội bạn. Đúng. Mời mấy bạn trả lời trước. Mời. Đắn đo gì? Dạ rồi. Tôi, Nguyễn Hữu Duy Khánh sẵn sàng. Hoài. Cố lên. Duy Khánh nghe kỹ câu hỏi. Cố lên. Trong vòng 30 giây, hãy liệt kê 10 loài vật bắt đầu bằng chữ C. Thời gian bắt đầu. Cá, chó, cua, cá, chó, heo, công, heo, công, gà, cua, 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 con ếch, hoàng yến, chim, 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 cao cao, cao cao, châu châu, châu châu, chuông chuông, kim kim, kim kim, giờ thì anh muốn làm gì? Anh không muốn bắt con. Ê, anh, chị. Con chim, con cút, con cút, con cút, con cút, con chuột, chuột. Và thời gian kết thúc. Chính xác. Các bạn bảo vệ được 6 tim. Và cũng là đội đầu tiên trả lời đúng câu hỏi của Quân Quyền đưa ra. Và để nói về kiến thức thì đội chúng tôi may mắn thôi ạ. Nói nào ngay thì Khánh với lại đồng đội của mình á có một cái sự ăn ý rất là nhất định. Biết sao không, chúng tôi có thể vẫn có thể tiếp tục kể thêm. Ví dụ như là con chồn. Chồn à, con hết rồi về thôi. Cái câu quá dễ luôn á. Nhìn là thấy là biết là ưu ái cho ai rồi. Tại sao lúc nãy BB Trần không giành quyền trả lời câu hỏi mà đứng đây phân bua? Tại chúng tôi không biết. Ủa, Phước, mình đã muốn cho đội bên đây thể hiện kiến thức thì mình đã thể hiện rồi. Thì ai nói gì đâu, tôi biết mình đã có kiến thức mà. Nói gì nữa bây giờ. Xin mời đội BB Trần tiến đến một rút dây. Trời ơi. Xanh con ơi. Chương trình rõ ràng rất công bằng. Đây là một chương trình công tâm. Đây là một chương trình công tâm. Ủa? Cảm xúc hơi quá à. Và như vậy các bạn đã rút được dây màu xanh. Các bạn bảo toàn được số tim hiện có. Kết thúc thử thách này, đội của Gil Lê, Duy Khánh, Tiểu Vi được cộng 4 điểm. Đội của BB Trần, JP, Ngọc Phước, các bạn được cộng 3 điểm cho từng thành viên. Trời ơi, mừng quá, ông bị mất điểm, ông mất điểm, mừng quá, mừng quá. Cũng xin được thông báo, như vậy có nghĩa là Gil Lê được 10 điểm. Yeah. 11 điểm, 11 điểm. 11, yeah. Qua số 10, qua số 10. Chúc mừng chúng ta. Thử thách tiếp theo có tên gọi đua tốc độ. Lần lượt từng đội sẽ thực hiện thử thách và đội còn lại sẽ quan sát đội đối thủ. Luật chơi của thử thách như sau. Ở thử thách này sẽ có 44 tấm thẻ được xếp ngẫu nhiên trên khán đài của nhà thi đấu. 44 tấm. Mỗi đội sẽ tự chỉ định hai thành viên thực hiện thử thách, lật thẻ để tìm tập hình giống nhau. Trong khi thành viên
viên còn lại sẽ phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của thợ săn trên không. Tuy nhiên, nhiệm vụ không hề đơn giản khi thành viên này phải đeo trên người 20 quả bong bóng và di chuyển qua lại trên thảm gai. Khi thành viên này di chuyển, thợ săn trên không sẽ áp sát và làm nổ bong bóng. Nếu 10 trên 20 quả bong bóng bị thợ săn trên không làm nổ, thì điều đó cũng có nghĩa là thời gian thực hiện thử thách lật thẻ hình của hai thành viên còn lại cũng sẽ kết thúc. Sẽ có 30 giây để cho hai đội hội ý phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên. Nói chung là mình phải phân bố thành viên. Phân bố làm như đông lắm. Không biết có ba đứa mà kêu phân bố. Mình phải chuyển cái thành viên về vị trí phù hợp. Rồi bây giờ chia làm sao nè? Ok thì họp thôi. Ai thi trước đã? Ai thi trước? Thôi bây giờ vậy đi. Xin xầm đi. Đem đếm cho. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Thắng rồi. Trời ơi, nói gì nữa chứ. Trời ơi, tuyệt vời em ơi. Đội trưởng là chơi ố 1. Đội trưởng là chơi ố 1. Quyết định đi. Mình chơi sâu à. Anh ơi. Đừng. Mấy bạn không tôn trọng thành viên của đội mấy bạn hả? Đâu, tôn trọng. JK đang rất muốn chơi trước và tôi thấy được cái ngọn lửa rất là háo hức của bạn ấy. Có không em? Em xin phép được nhường cho đội bạn chơi trước ạ. JK, anh bị thao túng tâm lý rồi, em thất vọng về anh đó. Chúng ta đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Trời ơi, hay quá. Để người ta đánh giá, cái đội bên kia đánh giá lại nào một lần nữa nha. Chúng ta đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Sàng. Mời ba thành viên bước vào vị trí. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhanh. Kìa. Kìa. 1 2 3. Đúng rồi, chích đi. Ok. Chích đi. Tấm thứ 2. Không đúng. Chưa. 4. Ê, đóng băng hai thành viên lực thể trong 5 giây. Đóng băng hai thành viên lực thể trong 5 giây. 5 4 3 2 1. Đây. 1 2 3. Không đúng. Ôi da, đau quá à. Ráng lên, Tiểu Vy cố lên. 1, 2, 3. Không đúng. Anh lên. Bình tĩnh. Đi chậm thôi. Nhanh, Khánh ơi, nhanh. 1, 2, 3. Đóng băng thành viên đeo bóng trong 5 giây. 5. Mở lực lên. Không con lực. 2. Để lên để xuống mà lực. 1. Cố lên mọi người ơi. Hình như này. Rồi 1, 2, 3. Chưa phải luôn. Tiếp 1, 2, 3. Khóc hồi nãy có khóc đúng không? 1, 2, 3. Chưa phải. Chẳng luôn. Ở đây nè con. 2, 2. Cố lên. Con hết bóng rồi nha. 1, 2, 3. Phục hồi ba quả bóng. À, cố lên mọi người ơi, lâu chưa. Mở lại cái đám bên này con. 1 2 3. Đúng. 1 cặp. 1 2 3. Trái tim. Rồi 2. Rồi. Có chắc là đồng đội không vậy? Tiếp. Ê. 1 2 3. Phục hồi 2 quả bóng. Mở lại. Thôi nhiều quá vậy. Lại đây anh thợ săn ơi. Leo. Ê, nhìn Vy thú vị lắm. Nhìn Vy né bóng thú vị lắm. Thôi kìa, con bé kìa. Nè, bể nè. Rồi, 1, 2, 3. Yeah. Cố lên, cố lên. Xuống đây này, trên chú lực hết rồi. Rồi. Trời ơi. Mà khóc của con chưa? Cái đầu tiên á. 1, 2, 3. Khóc. Anh thợ săn ơi, tha cho em đi. Ghiu qua đây, ghiu. Anh ơi, chích bể con bóng nha anh ơi. 1, 2, 3. Trời ơi. Rồi, tiếp. Sao mà vượt qua dễ dàng vậy? Quán rồi. Nghe lưỡi. Dạ. Khánh nào lại. 1, 2, 3. Ủa? Hết. 1, 2, 3. Dạ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đúng. Ê, để thay đổi bầu không khí này, tụi mình ngồi hát bài không? Trái đất này là của chúng mình.
quả bông xanh bay giữa trời xanh. Đâu xanh, thổi xanh nó bay giùm năm giây. Năm, bốn, ba, hai, một. Không phải tụi em, Ở bên kia, bóng bên kia anh ơi. Bên đây không có bóng. Coi. Trời, xin tiến bao qua đây vậy? Sao? Anh đi hết rồi. Một, hai, ba. Ba. Cái đó nhớ, nhớ. Tâm giác hình ở dưới, đúng rồi. Đây. Một, hai, ba. Ủa? Anh ơi, anh tha cho em, đau chung quá. Thật sao anh tha cho em? Một, hai, ba. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, một, hai, ba. Đúng rồi, một, hai, ba. Buồn. Buồn quá cho buồn rồi. Trời ơi, rất là khó. Một, hai, ba. Ngạc nhiên. Rồi, rồi. Một, hai, ba. Rồi. Rồi, một, hai, ba. Đúng rồi. Ráng, ráng nha, ráng nha Tiểu Vy ơi. Một, hai, ba. Ê, ê, cái này quen quá nè. Ráng. Em sợ. Ủa, còn cái nào ba? Mở đại cái nó, okay. Mở đại đi. Một, hai, ba. Kêu lên đây. 2 3. Rồi đúng. Bình tĩnh. Ê, bình tĩnh. Ê. Cố lên Tiểu Vy ơi. Mày 1 2 3. Rồi, đúng rồi. Xin chúc mừng đội của Gil Lê, Duy Thắng, Tiểu Vy đã hoàn thành xong thử thách mà vẫn giữ được số bóng trong phạm vi an toàn. Are you okay? Thời gian thực hiện thử thách của đội các bạn là 10 phút 54 giây. Tào. Cảm ơn Vy. Cảm ơn Vy. Ta-da. Thật ra thì đội của BB Ngọc Phước và Chiki cũng không có chiến thuật gì cả, chỉ là đơn giản là Chiki không có thắt bính giống như Ngọc Phước và BB thôi. Đúng. Cho nên chúng tôi chọn Chiki. Tại vì ở đây là Chiki đẹp nhất, dễ thương nhất, thì Chiki xứng đáng là một món quà. Ồ, vậy mình có thể xé bao. Ê, vợ con người ta rồi. Quên. Bây giờ là cái chiến lược của mình là có không à? Không à. Không luôn hả? Mình chơi bằng tính mạng thôi. Mọi người biết không, BB và Phước thì lên trên kia lật hình mà BB cũng không tin tưởng Phước lắm. Tại vì á, BB á, là một người lật mặt rất là giỏi. Ủa? Cho nên là Ngọc Phú nghĩ là BB lật hình cũng sẽ giỏi luôn. Rồi chơi chưa? Chơi đó. Vô chơi đi. Bây giờ phải có xích mới rồi đó. Ừ. Chơi đi. Rồi vậy thì đội mình đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 2, 3, chạy đâu chờ thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Chạy Phú ơi. Em ở đây. Nhức lưng quá. Đâu thế? Trái tim của trái tim mà. Không có. Đeo kính. Rồi tiếp luôn. Ê. Bị bể một quả bóng. Trời ơi. Nhanh nha, em đau chân nha. Tiếp luôn. Cái này. Ê, lên đây, xuống đây. Trên này, lẹ lên, nhanh chân lên, hút, nhanh lên, lẹ lên, hút. Điếc lên! Điếc lên! Thận chưa! Dở! 2, 3! 2! Ở đây luôn! Nhanh nha! Đau chân nha! Trái tim! Hoặc hạnh phúc! Trái tim! Không nhớ! Chưa mở trái tim! Ở dưới hả? Chưa mở trái tim! Phúc! Đây trái tim! Đánh má hồng! Tiểu Vy nha! Tiểu Vy! Lật lại đi! Này! Hình này! Có bể đâu! Để em đi! Lật lại cái đi! Ủa, đội ai? Ủa, cái gì vậy, đội ai? Một, hai, Phúc ơi, ba quả bóng. Một quả bóng. Mặt không. Nhớ nha. Bên này. Bên này hai ba. Hai ba, Tiểu Vy. Rồi, đúng rồi. Rồi, đúng. Ê, không ít bên này Phúc. Từ từ, đóng băng thành viên lật thẻ trong 5 giây. 5, 4,
Phước ơi, có thật sự là may mắn không Phước? May mắn, may mắn. Dạ. Rồi, 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 rồi. Bên đây, bên đây, bên đây, bên đây. Khẩn chưa, khẩn chưa, khẩn chưa, khẩn chưa. Trời ơi, bể rồi, bể bóng rồi. Trời ơi, có thật sự biết chơi không? Khẩn chưa, ở đây, bên này, bên này, bên này. Bên này. Đúng rồi. 2, 3, ở đúng rồi. Rồi, đúng. Ở đâu nữa? Rồi, cái này có quen không? Không quen, không quen. Không quen, buông, buông. Đau chân, bên nào? Anh ơi, đừng có né, đi thẳng đi. Nó không có bể đâu. Đây, buồn, cái nào buồn, đâu? Cái nào buồn, nằm đâu? Cái nào buồn, nằm đâu? Ê, trời, rớt được rồi. Cảm đâu? Cái buồn cảm đâu? Buồn, đây. 2, 3 nè. Ôi, được. Không? Đóng băng thợ săn máy bay trong 5 giây. Đóng băng. Đóng băng thợ săn trong 5 giây. Không nhiều Phước ơi. Không nhiều. 4. Lật một cái đi, lật một cái chứ đi. Rồi nè. Rồi ok. Lè lưỡi không nhiều. Không nhiều. Ok. Không nhiều, khóc lắm. Mệt quá. Rồi cái lè lưỡi đâu rồi? Cái lè lưỡi ở dưới này nè. Da lỡ. Phải không? Rớt nữa rồi. Rớt hoài vậy. Sao mà rớt? Trời ơi, bụng về quá. Ê, cái đó quen quá, để nguyên, giữ, đóng lại, giữ nguyên. Rồi, ở đây nè, chắc chắn luôn. 2, 3. Là chắc chắn chưa? Chắc chưa? Là có chắc chắn chưa? 2, 3. Tam giác nha, xuống dưới. Tam giác ở đây nè. Tam giác ở đây. 2, 3, lật. Đóng băng thành viên đeo bóng trong 5 giây. 5, 4. Trời ơi. Bỏ hai quả bóng. Rồi, bỏ xuống đi anh. Lật đại cái bên luôn đi. Rồi, ok. 2, 3. Ê, cái này cười quen. Cười. Cái này ở trên đường chơi. Trời ơi, đứng đây đi. 1, 2, 3. Ôi trời, trùng hợp quá. Rồi, từ từ, để mở thử cái này nha. Bên đây ơi. Trái tim, đầu chân quá kìa, thôi nghỉ chơi đi. Có 9 bóng rồi. Trái tim, trên này. Phước ơi, cái khóc nhiều nằm ở đây nè, bây giờ tiệm đâu có khóc nhiều đi. Đâu, mé dưới này nè, mé này nè. Trời ơi, tuổi già sức yếu mà chạy hoài. Ây da. Trời ơi, từ từ. Dưới. Cái này phải không? Ừ, 2, 3. Còn tam giác chưa? Cái đó bên này nè. Bình tĩnh. Một, 2, 3. Rồi. Trời ơi, 2, 3. Phước ơi. Đây. Phước ơi, nó sai. Làm sao mà giống nhau được? À, một cái hình tròn, một cái hình quay xuống. Rồi, anh mở cái này đi. Thời gian thực hiện thử thách của đội các bạn đã kết thúc. Do số bong bóng đã bị bể vượt hơn số lượng quy định. Không sao, quá giỏi rồi BB. Thôi, thật sự là qua cái game này thấy rõ là BB với Ngọc Phước là hai người rất là hiểu ý đồng đội á, và trí nhớ rất là siêu phàm. Không, như vậy mới thấy là Tiểu Vi người ta quá giỏi. Tiểu Vi hồi nãy đâu nhưng mà vẫn cắn răng thật sự nè, Tiểu Vi đâu nãy giờ nè. Kết thúc thử thách, đội của Ghiu Lê, Duy Khánh, Tiểu Vi đã giành chiến thắng khi đã lật được toàn bộ số thẻ giống nhau và không bị nổ bong bóng quá mức quy định. Qua trò chơi này thì em thấy là đội em nó bất đồng nhiều. Và cái tình bạn của em với lại BB Trần càng ngày càng xích mích. Ủa, có tình bạn sao xích mích? Không có. Chẳng hả? Không có luôn á. Tại sao cái một cái tam giác tròn là tròn, tam giác nhọn là nhọn mà nói giống nhau được là sao? Tại đó, sao? Em thấy rõ ràng không? Mà nhìn mà rất là tâm đắc nha. Cứ kêu lấy bằng được. Không, nhưng mà cũng vui bởi vì qua cái trò chơi này thì chúng ta cũng có nghe được nhiều lời thoại hơn của Jay kia. Ồ, vậy hả? Trời ơi, mừng quá. Mẹ Jay kia. Đau quá. Chưa hết nổi, đau nha. Ủa? Đau thật. Thề, đau rất đau luôn. Cái trò này nó khó một cái là cái nhiều cái hình nó bị... Nó bị na ná nhau. Nó bị rối quá à. Nhất là mấy cái dòng ký tự đó. Đúng rồi. Chỉ sai một chút xíu thôi là coi như là đã không giống nhau rồi. Rất khó nhớ luôn á. Tiểu Vi ơi, em có đau không? Ui hả? Được. Sao bé nó diễn cái nét hoài vậy ta? Không, mà ui dao nhưng mà vẫn phải mà, đau. Ui dao. Đau mà, phải nhắc nó đau. Không. Mà đúng photoshoot không á? Đó kìa. Vi ơi, em có đau? Không, mà vậy nè, Vi em có đau? Em hả? Ê. Mà mấy hỏi là em hả?
Em đau quá. Mà cái nào cũng vô dáng hết trơn á. Bé nó quen chụp hình rồi. Đau lắm á mọi người. Mọi người phải đi thử tầm khoảng 10 phút, 10 phút mình là 10 thì phút rất đó. Là đau luôn á. Em nghiêm túc. Tự nhiên nghiêm túc quá không quen. Nói chung ở vị trí nào nó cũng có khó khăn hết. Dạ. Ok. Nhưng mà tính ra là tập này trôi qua trộn vía là cũng gọi là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng dễ thương. Cảm giác như đây chỉ mới là khởi động. Trời, như vậy thôi mà khởi động hả trời? Là em muốn còn nâng cấp độ lên nữa hả? Vâng, dư điểm thấp nhất nhưng mà vẫn không tin. Xin mời các bạn lắng nghe bảng xếp hạng điểm tích lũy cá nhân. Dẫn đầu là Tiểu Vi với 24 điểm. Đứng thứ hai là BB Trần với 21 điểm. Tiếp theo là Duy Khắm với 20 điểm. JP bạn đi được 18 điểm. Ngọc Phước 16 điểm, Diêu Lê chỉ 14 điểm, tạm thời đứng ở vị trí cuối cùng. Chúng ta vẫn sẽ còn một thử thách nữa, đòi hỏi các bạn sẽ vận dụng toàn bộ trí lực cũng như thể lực để vượt qua sự truy đuổi của Thợ Săn. Và Holoquin nghĩ rằng đó sẽ là một thử thách cực kỳ hay ho để các bạn kết thúc kỳ huấn luyện kỹ năng trốn thoát Thợ Săn này, để bước vào điểm chuỗi thử thách chính thức đầy hấp dẫn sau đó. Hẹn gặp lại các bạn ở thử thách sau. Cảm ơn chị Quyên. Các bạn ơi, hãy cùng chờ đón phần chơi tiếp theo của chúng tôi trong chương trình Chạy Đâu Cho Thoát. Ôi trời. Trời đất ơi. Ủa? Chơi ở đây luôn hả? Không, lát tụi mình phải đi lên trên đó luôn á. Cái này chắc là mình kiểu mà mình thi Olympic thôi. Nhưng mà cái game này em nghĩ là game lớn á. Em nghĩ không gian này nó ghê á. Thì đó, game cuối mà. Đúng rồi, có thể là cái game này game cuối cùng được mình chơi luôn á. Game cuối cùng được mình chơi luôn á. Đây là game phân thắng bại. Tụi mình chơi xong là tụi mình bị không còn sức đi chơi nữa luôn á. Thật á. Em nghĩ là trò cuối thì khó hơn, chắc là mình phải đọc văn làm thơ gì đó không? Hả? Tại vì sách không mà. Có thể. Cũng có thể. Vậy Kỳ, anh thấy này ổn không vậy Kỳ? Sao anh thấy ổn không? Nhìn thì thấy mỏi chân rồi đấy. Nãy giờ sau qua các vòng thi giờ em còn sức em chơi tới cái này không? Bây giờ em dùng muốn ngồi em không đứng được nữa thôi. Trời ơi, đang ngồi còn đỡ, tôi chỉ muốn nằm á, thiệt á. Mọi người vô vào không gian, mọi người quên luôn chị Quyên. Trời, quên. Hello. Chào mừng các bạn đến với thử thách vô hiệu hóa Thợ Săn. Vô hiệu hóa Thợ Săn. Ở mình cuối cùng mới tới ngày xử đẹp Thợ Săn rồi. Giờ quan trọng mình có xử được hay không? Đó, bây giờ mình vô hiệu hóa là mình làm sao cho không hoạt động nữa thôi. Mình đập. Ở đây là có một cái slogan: đập là đền, đá là đền, đè là đền. Thôi cứ như vậy thì chúng ta làm cách nào để vô hiệu hóa ạ? Ở thử thách này, nhiệm vụ của 6 nghệ sĩ là tìm ra mật mã để mở chiếc hộp bấm nút vô hiệu hóa Thợ Săn đang truy đuổi trong thư viện. Và con số mật mã đó chính là trung bình cộng của 6 con số đang được giấu ở trong thư viện. Sẽ có 10 tấm thẻ được giấu rải rác trong khu vực thư viện. Trong đó sẽ có 6 tấm thẻ chứa 6 con số và 4 tấm thẻ chứa đựng những điều bất ngờ dành cho 6 nghệ sĩ. Nhiệm vụ của 6 nghệ sĩ là tìm ra 6 con số, nhớ và chạy đến những vị trí máy tính được Holoquin bố trí để đưa ra đáp án cuối cùng, cũng là mật mã vô hiệu hóa Thợ Săn. Và trong lúc thực hiện thử thách, 6 nghệ sĩ vẫn bị truy đuổi bởi 2 Thợ Săn trên không. Nghệ sĩ nào lọt vào ống kính truy quét của Thợ Săn trong vòng 3 giây sẽ lập tức bị mất tim hoặc bị loại khỏi thử thách. Nói nghe nè. Ngay sau có thấy tên đi. Đại học là hay sao ạ? À? Tốt nghiệp đại học hay sao ạ? À? Đâu, học thi cao Olympic. Olympic hả? Olympic quốc gia. Hay rung trung vàng. Ừ, rung vàng nào đó. Bắt đầu thử thách, mỗi người sẽ được trang bị 2 trái tim, tương đương với 2 cơ hội thực hiện thử thách. Trời ơi, mà chéo mà cho 2. Thôi chơi thêm cái nữa đi. Xin hả? Thôi chơi em thêm cái nữa đi. Được không? Em hát bài cho em thêm cái nữa nha. Thôi đừng này, nghèo tình thương quá. Em hát bài nha. Cho mà cho có 2 cái. Ừ. Thiệt, nếu mà em thách đó, thách chị Quyên cho em thêm một mạng đó. Thiệt á. Dám làm không? Nếu như Ngọc Phước và JP xong ca một bài thì Holoquin sẽ tặng thêm tim cho các bạn. Trời. Ủa, tại sao tôi hát mà mấy kia được lợi vậy? Hát liền. Ủa? Hát liền. Hát liền đi Phước. À, được còn hơn không Phước. Vậy kia vậy, anh hát bài Đừng Như Thói Quen được không? Đừng để thế gian đi. Đừng để thế gian đi.
Phương ơi, đừng để thời gian bên nhau là thói quen đúng nghĩa luôn. Nhưng mà tôi đang giúp bạn đó. Ok ok good. Mà đừng để thời gian quá. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi. Là ngày cảm giác trong tim. Là một mình chơi kia hát như thế này. Halloween. Halloween đó, tôi không cần chơi. Chỉ cần chơi kia hát thôi là quá tuyệt vời. Tôi chỉ cần chơi thôi. Chứ lấy một cái. Chúng tôi không cần tim, chúng tôi cần chơi. Được rồi Phước. Phước. Phước, khán giả họ tắt tivi rồi Phước. Phước ơi, khán giả tắt tivi rồi. Thương mọi người. Phước ơi, thương chương trình đi em. Em. Phước, thương chương trình đi. Còn còn một khúc chorus sao nữa đúng không? Không, đi về đi, cho đi về đi, cho đi về. Được tim rồi, được tim rồi, được tim rồi. Được tim chưa hả? Để đảm bảo công bằng, có hát thì mới có tim. Halloween yêu cầu đội của Tiểu Vi, Yêu Lê, Duy Khánh cũng phải hát một bài. Đúng, tại vì sao? Tại vì hồi nãy em hát bằng cả tính mạng. Em hát bằng cả tính mạng. Bằng cả thanh xuân hả? Dành hết thanh xuân hả? Người đem bắt nghiệp cho hai ba người mình yêu. Trời ơi, cái là bị yếu rồi, cái là bị yếu rồi. Mình yêu chưa chắc đã yêu mình, càng muốn yêu càng chẳng thể hiểu. Chạy theo ai mình muốn quan tâm nhiều, càng nhận lại ít bấy nhiêu. Thế thôi. Nhưng mà có vẻ ánh mắt như bất ngờ khi mà thấy thấy Tiểu Vi thuộc bài đúng không? Ánh mắt đầy tự hào luôn á. Sao vậy? Em đam mê âm nhạc mà. Vậy hả? Trời tuyệt vời quá. Vậy là hôm nay là biết thêm được một cái khả năng của Tiểu Vi nữa. Lợi thế đó. Ủa vậy là em... Ê, ví dụ như team mình hát hay hơn thì mình được nhiều team hơn. Bốn team được bốn team. Đừng tham nữa. Đừng tham nữa. Nói lời phải giữ lấy lời. Halloween chấp nhận cho thêm mỗi thành viên một trái tim. Như vậy với thử thách này, mỗi thành viên sẽ có 3 trái tim tương đương với 3 cơ hội thực hiện thử thách. Các bạn đã nắm rõ luật chơi chưa? Mình hiểu chưa ạ? Hiểu rồi ạ. Mình hiểu rồi thì sao ạ? Dạy đâu cho thoát. Sĩ sẽ có 10 giây để tìm nơi ẩn náu trước khi thả thợ săn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thả thợ săn. Chết rồi, quên hết số. Được sử dụng một cây viết. Được sử dụng một cây viết nha. Được sử dụng một cây viết. Nhưng mà hay không?
Duy Khánh mất một tim. Kiều Lê mất một tim. Trên đầu nha Phương ơi. Ngọc Phước mất một tim. Chừng nào để sử dụng máy tính vậy? Chừng nào để sử dụng máy tính vậy? Khi nào con đủ số con xài, hoặc là con cứ tính tổng trước những số con đang khó đi. Coi được ngay chỗ cầu thang. 8648. Sinh mạng với một người bất kỳ. Baby Trần mất một tim. Nani cho Yêu Lê để dùng thẻ năng lượng và gọi tên bạn mất tim thay Yêu Lê. What? Trời ơi, ác độc.
tao kiếm không ra cái gì hết trơn rồi bắt hoài. Hai, 1204. 1414. 1204. Em được quyền sử dụng máy tính nha. Ghi hết số lại. Một hai không bốn. Rồi, có đủ hết rồi, đủ hết số rồi. Tiểu Vi mất một tim. Anh thợ săn, anh quay cái máy bên trái đi. Cẩn thận nha Chi Chi. Máy bên trái có tới. Máy bên trái có tới mấy người lận. Đó. Em có máy tính trong vòng 20 giây. Ờ vậy hả? Ừ, đọc số cuối. Khánh ơi. Ơi, nghe. Vi có được một cái thẻ là sử dụng máy tính trong vòng 20 giây. Ok Vi ơi. Này con có viết con ghi lại chính xác 6 số ngay cổ tay đi, đừng có để rối ở đây nữa. Sáu sáu ở 5 con số mà con có chính xác và đọc lớn lên, tại vì bây giờ mấy người kia biết số cũng không quan trọng, quan trọng là con tính toán nữa. Thì nó không có chưa lắm rồi. Bây giờ là 6 giờ số. 6 số là gì quên rồi. 1 2 9 5 2 0. 1 2 0 4. 8 8 6 0 8. 9 5 2 0. 1 2 0 4. Rồi gì nữa, 9 5 gì nữa. 9 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
9520 ở gì đó Phước? 9520 9999 chưa? 9999 rồi. Rồi 9520 chưa? 8866 hả? 8866 8866 rồi gì nữa? 8848 Duy Khánh mất 2 tim. Thank you.
Kêu lên mất 3 tim. Loại. Một năm 20, một năm 20. Dở vậy. Bấm máy tính đi Tiểu My. Camera, camera, camera. Em phải chạy. Dương. Có thôi, có thể, có thể. Dương. Có thôi, có thể, có thể. Có thể, có thể. Giây sử dụng máy tính an toàn dành cho Tiểu My bắt đầu. 8648 cộng 9520 cộng 9999. Đúng rồi, vậy đúng rồi, vậy rồi. 1204 rồi. 2023 8866 bằng 96. Thời gian sử dụng máy tính kết thúc. 6-7-10. Cái gì? 6-7-10. Cái cam đang đâu vậy mọi người? Nãy giờ có mất ba mạng rồi hả? Chẳng nhớ luôn á. Bây giờ tất cả hai đứa chạy sao vô cái góc đó. Để chạy khi cảnh ở dưới anh canh con này. Có gì la lên hai đứa phải tìm chỗ chạy trốn đi. Rồi em chờ tranh thủ 5 giây đó em mở ra cho bằng được. Không, đi. Không, em mở trước một cái đi. Không, mở ra 4 số đi. Mở ra 4 số đi. Mở ra 4 số đi. Cái sao đó hiểu không? Sau đó hỏi em quay trở lại em giật con phá ra hiểu không? Được. Vô luôn Vi ơi. Vô, vô Vi ơi. Chạy qua kia Phú, chạy qua kia trước đi Phú. Vô hiệu hóa đi Phú. Vô hiệu hóa đi Phú. Đây, 5 giây, sử dụng 5 giây. Tâm. Em chạy qua đó sử dụng 5 giây được mà. Từ từ, từ từ. Từ từ, bình tĩnh. Hết thở. Canh con kia nha Khánh. Bên kia chưa đâu, bên kia nó còn xa lắm. Xíu ơi, xíu bay xíu. Đúng rồi, xíu bay xíu. Chạy gốc đi. Đây, đây, em 5 giây. Em 5 giây. 5 4 3 2 1. Coi chừng Phú ơi, coi chừng. Chạy vô. Không được. 5 giây đó trời. Chạy đi, chạy trước đi, chạy trước đi. Chạy đi, chạy trốn, chạy kia cho trốn đi. Tiểu Vi mất 2 tim. Vi ơi, Vi ơi, ra, 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 nhanh, 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 nhanh. Vi, nó Vi, mở ra. Được, được, được. Né cái người vô, đúng rồi. Ê, chạy, 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 đằng sau lưng. Sau lưng, chạy, chạy, chạy. Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Tiểu Vi mất 3 tim. Loại. 6710 nha. 6710, 6710 nha. Coi chừng con kia nha Phước. Coi chừng con kia. Qua đây, qua đây. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy nhanh qua kia, chạy đi. JT mất 3 tim, loại. Khó vậy ta? Khó. Núp vô đây đi Phước, núp vô trong đi, núp vô màu trắng, núp vô cái màu trắng.
Từ từ nha, anh dụ nó ra, anh dụ nó ra. Camera đang tưới. 3, 2, 1. Nắp đi, nắp đi. Ra đi, ra nhanh. 6710, 6710. Anh Bi ơi, cẩn thận, chạy. Bi Bi chợt mất 3 tim, loại. Phước ơi, cố lên. Trời anh, ơi. Anh móc ra được rồi. Móc ra em được chỉ rồi. Còn một, lại móc ra là... Dừng nút nữa rồi. Một cái nhân dung thôi. Cố lên. Con kia đâu? Ở dưới rồi, chạy dưới. Mở ra lẹ lên Phương. 6710. Ủa sao vượt á, anh vượt á mà. Anh không có vượt ra, nó còn số. Ủa nhưng mà anh bấm trúng số mà, vượt ra luôn mà. Chạy vô, nhanh lên. Vượt ra coi, vượt ra chơi được chưa. Nó tới kìa. Đi, cứ tìm chỗ nó chứ đi. Con này còn ở đây. Tìm chỗ trốn, Chạy. Qua chỗ cũ. Ê, mình lấy cái gì mình chọi mấy con này không? Chứ tức quá. Cố lên. Vô Phương. Nhanh. Nhanh lên. Mở ra. Được. Rồi, cái số sai rồi. Nó chạy lại. Em mệt quá. Tội nghiệp quá. Chân nó ngắn rồi. Thôi bắt nó chạy hoài. Trời ơi, chương trình nó đổi người được không? Làm ơn cho thầy hai bình oxy. Kiểu như là mệt lắm nhưng mà ráng chạy á. Con kia sao rồi? Con kia xuống rồi. Rồi, Cố lên. Nó quay qua Phước ơi. Chạy. Sao ngủ vậy? Từ từ, bình tĩnh. Ủa? Mấy rồi, đây là số mấy vậy? Thôi sao nó mệt rồi. Em cứ bình tĩnh, em dặn số bình tĩnh thôi. Cố lên. Sắp xong rồi, giỏi lắm rồi. Trời ơi, cái con này nó thiệt á, nó dai vậy sợ. Dây quá. Rồi, quay qua, Phước, chạy ra. Chỉnh số đầu tiên lại thành số 6. Nó lên rồi kìa. Cẩn thận, Phước ơi. Oxy. Biết là mình bị loại sớm á, nhưng mà kiểu cảm giác cũng mất rất là nhiều năng lượng á. Cho tôi oxy đi. Mình xin chị Quyên oxy. Chị Quyên ơi, cho mấy anh 6 muối tới chị Quyên ơi. Ráng lên mọi người ơi, chúng ta không thể để cho khán giả thấy được những hình ảnh này của tụi mình. À đúng rồi, còn khán giả nữa. Em sợ chị quá. Em sợ chị, em chẳng dám đứng gần nữa. Em không dám đứng gần nữa. Ok, anh đứng kia rồi.
anh không có cảm giác cái lưng lên luôn á. Ghê quá. Cái khúc nãy là đáng lẽ là anh tính chạy xuống đây anh coi. Anh coi coi những mật thứ như này như thế nào. Anh vừa mới phóng qua anh thấy Ghiêu đứng kế bên. Coi cái hai đứa gì nè. Hai đứa đứa ăn lại là anh và em nữa thấy không? Nhưng mà như này, anh cảm giác được một cái tình cảm á, kiểu mà cả hai cùng cố gắng nhiều quá, kiểu mà em hiểu không? Cái tự nhiên anh cảm giác ủa trời sao khác đội mà lại có một cái sự gắn kết như vậy, hai đứa như này cái anh gì nè. Anh quyết định không thể chết chụp được Ghiêu à. Anh chạy, Ghiêu chết. Anh chạy, Ghiêu chết. Và sau đó anh nghe một cái câu: đợi mạng với Bibi. anh điều đứng ngay khúc đó em. Vì cái sự kết nối đó mà trong lúc mà em gần như là em mất mạng hoàn toàn đó thì em tự nhiên em tìm được cái sự kết nối đó. À. Trong đầu em chỉ có cái tên của anh thôi. À. Mặc dù là đội em nhưng em thật sự em vỡ hòa, em rất vui. Cái đó không phải vỡ hòa. Cái đó em thỏa mãn lắm, em thích thú lắm. Em có một lúc em mất em lúc nào em nào em nghe đội mẹ em kêu vừa, cái em mới sực nhớ là à Bibi đội mình. Em nghĩ đâu cái người mình cao nó khó nhưng mà không vô mấy trò này em thấy người mình nó cũng dễ nha. Cái ghế nó có chút xíu vậy nè mà em ngồi em không nhìn em làm như con rùa vậy đó vậy nè. Không, cái đó là em nghĩ thôi Vi. Mà nó không mắc em cái được. Cái đó là tại vì nó bỏ qua cho em thôi chứ cái đó là em nghĩ á Vi. Dạ. Chứ không thể nào chẳng thể nào nhỏ nhắn được á. Không thể nào gọn được Vi à. Không xếp được đâu. Không, em nghĩ là người em nhỏ thợ săn không bắt em được. Ồ, em nghĩ như vậy. Em có cái niềm tin như vậy. Em nghĩ là người em dẻo, uống dẻo được. À. Để xem những để coi những dòng sao. Xin chúc mừng các bạn đã vượt qua thử thách thành công. Đặc biệt, Ngọc Phước chính là thành viên duy nhất còn trụ lại và đã bấm được chiếc nút để vô hiệu hóa được thợ săn. Chính vì thế, Phật Thắng đã thuộc về đội của Jakey, BB Trần và Ngọc Phước. Trời ơi, mừng quá, cuối cùng cũng thắng rồi. Các bạn sẽ được cộng thêm 3 điểm vào điểm tích lũy của từng cá nhân. Và rất tiếc, đội của Tiểu Vi, Duy Khánh và Gil Lê, các bạn đã không ghi được điểm nào ở thử thách này. Và Ngọc Phước, bạn sẽ nhận được một phần thưởng bí mật từ Halloween vì đã phá đảo được thử thách cuối cùng này. Xứng đáng. Tuyệt vời. Tuyệt vời em ơi. Vô mình cũng đập tay. Qua đây qua đội đi chơi. Qua đội bên đây. Rồi ok, đội đây 4 người. Thật sự rất là vui khi mà nhận cuối là biến mới đội á. Được có hám danh hám lợi như vậy đi ra. Không, đồng đội là chúng ta phải hưởng quyền lợi cùng với nhau. Đi ra. Nè. Các người thôi đi. Đừng có thấy hèn mà bất hoàng làm họ. Hèn. Có sự đồng đội chứ. Có một giây phút là em đã muốn không chơi nữa rồi. Biết có khai khóc à. Em không dám khóc, em nói sợ quê. Không phải. Sợ khóc không nổi á. Bây giờ chẳng đủ sức để mà khóc. Sợ quê. Sợ lỡ nhà coi đi quê thấy tự nhiên là chơi tới đây rồi khóc quê. Cái không khóc nữa nhưng mà cũng không muốn chơi nhưng nữa. Nhưng mà cũng hơi miếu nha. Hơi miếu mà. Mà chẳng lên được một cái tiếng nấc nào á. Không, nước mắt nó không ra nổi. Nước mắt không ướt. Tại vì nó vô mồ hôi hết rồi. Chúng ta vừa kết thúc kỳ huấn luyện kỹ năng trốn thoát thợ săn. Không biết cảm giác của JK lúc này như thế nào? Em không nói đến lời nữa rồi. Thực ra là em cũng rất là hồi hộp. Hiện tại bây giờ em đang rất hồi hộp. Nhưng mà em xin được cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả mọi người ở đây. Bởi vì là đã hỗ trợ cũng như là đã giúp đỡ cho em được chơi và hoàn thành những cái thử thách. Cũng như là được gần gũi với mọi người. Và một lần nữa em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Hay quá. Đó, phải vậy chứ em. Phải vậy chứ. Cái văn mẫu này em đọc ở đâu vậy? Cảm xúc của đội trưởng Tiểu Vi để dẫn dắt đội đỏ sau suốt 2 tập vừa rồi như nè. Không có cười vô chi. Nói thôi. Trải qua cái thử thách vừa rồi thì em rất là vui. Tại vì em không giỏi tính toán thì em đã được một cái thư, cái mật thư đó là được tính trong vòng 20 giây. Em cũng rất là vui tại vì đồng đội của em rất là giỏi và nhạy bén. Rất là hỗ trợ nhau. Và... hai đứa kia đụng lót vậy cái gì. Và em cũng rất là vui tại vì đội em cũng hỗ trợ đội bên kia rất là nhiều. Đúng thì em thấy là đội em hỗ trợ chị Phước hết mình nên là cái chiến thắng này là chiến thắng chung. Đúng rồi. Nhưng mà phần thưởng thì chị giữ mình. Chị thật ra là Phước rất là cảm ơn mọi người, Phước rất là xúc động luôn. Thì lúc nãy Vi ngồi Vi bấm máy tính đi tính số thì anh mới chạy lại anh canh cái thợ săn giùm Vi. Anh mới đứng anh gì nè. Vi ơi cẩn thận nha Vi, sắp tới rồi Vi ơi. Vi sắp tới rồi em ơi. Vi 6710. Anh kể từ đó đội của anh giành chiến thắng. Đúng vậy. Wow. May mắn thôi. Sau khi kết thúc tập 2, JK sẽ tạm thời chia tay với chương trình và toàn bộ số điểm tích lũy của JK sẽ được kế thừa bởi khách mời tiếp theo. Cảm ơn anh JK rất là nhiều.
đã đồng hành cùng với chương trình và hy vọng là sẽ sớm được gặp lại anh Cheeky ở những tập tiếp theo. Đó, vỗ tay cho Cheeky nào. Cảm ơn em. Như vậy là đợt tập huấn của Chạy Đâu Cho Thoát, đợt tập huấn đầu tiên đã kết thúc và chúng ta đã sẵn sàng bước vào những cái thử thách tiếp theo, những thử thách chính thức, và chúc mừng cho chúng ta đều đã tốt nghiệp qua khỏi được cái đợt thử thách huấn luyện lần này. Và hy vọng mọi người sẽ luôn theo dõi và ủng hộ cho biệt đội Chạy Đâu Cho Thoát nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Các bạn hãy nhớ đón xem chương trình Chạy Đâu Cho Thoát. Sao chị? Nghe đồn chị có quà cho em cái gì? Wow, dữ vậy trời. Này là của em đúng không ạ? À? Em được mở ra không ạ? À? Em mở đó nha. Em mở thiệt đó. Mà thẻ này xài sao chị? Ngọc Phước sẽ được sử dụng chiếc thẻ này một lần duy nhất trong bất cứ thử thách tiếp theo nào của chương trình. Tùy thuộc vào chiến lược của bạn. Vậy là em sẽ giấu cái thẻ này để không ai biết hết. Tại vì người ta biết là người ta sẽ ép em, người ta tiêu diệt em. Tạm biệt chị. Không có thấy đường. Yeah. Oh yeah. Hai ba. Mèo 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 mèo. Em đổi bài cũng phải cho tao biết chứ nè em. Tự nhiên. Trời. Chạy đi mấy đứa. Chạy đi mấy đứa. Sao đi trốn mà làm gì nằm ở đó tắm nắng vậy? Có lên Phước, an toàn. Dạ lên Sang ơi. Đúng rồi. Cẩn thận Phước ơi. À yeah.